Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Viva Roshi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc khăn tròn hình tam giác như thế này. Trước hết là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình, vòng kim qua, kéo chỉ qua lỗ. Các bạn được một mũi đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo chỉ qua móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Sau đó các bạn sẽ đâm vào cái lỗ này, móc lên cho mình 4 mũi móc kép cùng một lỗ này luôn. Mũi móc kép đầu tiên, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba. Để mình móc lại mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Và mũi móc kép thứ tư. Sau khi các bạn móc xong 4 mũi móc kép trên cùng một lỗ thì các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Sau đó xoay ngược phần móc lại, tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích nữa. 1 2 3 4. Sau đó các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba. Đây 1 2 3, chân móc thứ ba là nằm ở đây, kéo chỉ qua móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng là chân mũi thứ năm, là nó nằm ở đây. Móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy. Kết thúc vòng thứ hai thì các bạn sẽ được hai vòng cung như thế này. Tiếp tục, các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, móc lên cho mình vòng thứ ba. Để móc vòng thứ ba, đầu tiên là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Sau đó các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên. Móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép cùng một chân. 2 3 4. Sau khi các bạn móc xong 4 mũi móc kép cùng một chân, các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này, kéo chỉ qua móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích nữa. Sau đó các bạn sẽ đâm vào phần lỗ tiếp theo, kéo chỉ lên móc cho mình một mũi đơn nữa. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ ba. Đây là chân mũi móc xích thứ nhất, thứ hai, đây là thứ ba. Đây, các bạn sẽ móc liên tục 5 mũi móc kép cùng một chân. 2 3 4 5. Sau khi móc xong vòng thứ ba thì các bạn sẽ được hai hình quạt như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên hàng thứ tư. Hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc tương tự với hàng thứ hai. Đầu tiên á là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên thêm 4 mũi móc xích nữa. 1 2 3 4.
Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 3 của hình quạt. Đây, 1, 2, 3. Đây là chân móc này. Kéo chỉ qua móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Sau đó thì đâm vào lỗ tiếp theo. Kéo chỉ lên móc cho mình một mũi đơn. Các bạn lại móc lên 4 mũi móc xích nữa. Các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân móc thứ 3 của hình quạt. 1, 2, 3 là chân móc này. Kéo chỉ lên móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng ở bên cánh tay trái của mình là chân mũi này. Kéo chỉ lên móc cho mình một mũi móc kép. Như vậy các bạn đã móc xong vòng thứ tư. Các bạn lưu ý đó là các vòng cung này nó sẽ tăng theo từng vòng. Ví dụ như hàng thứ hai là có 2 vòng cung thì hàng thứ tư sẽ có 4 vòng cung. Như vậy là hàng số 6 sẽ có 6 vòng cung. Các bạn lưu ý một chỗ nữa là các hàng lẻ là mình móc các hình quạt, còn các hàng chẵn là mình sẽ móc các vòng cung. Và so với các hàng chẵn thì mỗi hàng sẽ tăng 2 vòng cung. Vì vậy mà hàng số 6 sẽ có tổng cộng là 6 vòng cung. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc hàng lẻ là hàng số 5. Để móc hàng số 5 thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như hàng số 3, nhưng mà số hình quạt nó cũng sẽ tăng lên. Đây, mình sẽ móc cho các bạn xem. Đầu tiên là các bạn cũng sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó xoay ngược phần móc lại, tiếp tục đâm vào chân mũi đầu tiên, móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép cùng một chân. Ba, bốn, năm. Sau đó, sau khi móc xong 4 mũi móc kép cùng một chân, các bạn sẽ đâm vào phần lỗ kế bên, móc lên cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Các bạn sẽ đâm vào lỗ kế bên là lỗ này, móc lên cho mình một mũi đơn tiếp theo. Sau đó các bạn sẽ đâm vào chân mũi này, móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép cùng một chân. 2, 3, 4, 5. Sau khi mà móc xong 5 mũi móc kép cùng một chân, các bạn sẽ đâm vào lỗ kế bên, móc lên cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên 4 mũi móc xích cho mình, đâm vào lỗ kế tiếp, móc lên cho mình một mũi đơn nữa. Ở chân mũi cuối cùng, các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 3. 1, 2, 3. Chân mũi này. Và tiếp tục móc 5 mũi móc kép cùng một chân cho mình. Hai, ba, bốn, năm. Sau khi móc xong hàng thứ 5 thì các bạn có 3 hình quạt như thế này, và giữa các hình quạt là khoảng cách 4 mũi móc xích. Như vậy, giữa các dòng lẻ với nhau thì hình quạt, mỗi dòng sẽ tăng một hình quạt. Ví dụ như dòng đầu tiên là một hình quạt, thì dòng số 3 là 2 và dòng số 5 là 3. Vậy dòng số 7 sẽ là 4. Tiếp tục đến dòng chẵn thì các bạn sẽ móc các hình vòng cung. Đó là dòng số 6.
Để móc dòng số 6, đầu tiên là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó là tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích cho mình. Đây là phần chỉ bị thừa. Lát nữa mình sẽ tìm cách xử lý nó và che nó lại phía trong. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 3. 1, 2, 3, đó là chân mũi này. Kéo chỉ lên móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên 4 mũi móc xích. Đâm vào lỗ kế bên, móc lên cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn lại móc lên 4 mũi móc xích. Đâm vào chân mũi thứ 3 của hình quạt là chân mũi này. Kéo chỉ lên móc cho mình một mũi đơn. Lúc nãy mình đã có nói thì hàng thứ 6 các bạn sẽ có tổng cộng là 6 hình vòng cung. 1, 2, 3, 4. Đâm vào chân mũi thứ 3 là chân mũi này. Tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng của hình quạt. Kéo chỉ lên móc cho mình một mũi móc kép. Đây mình sẽ đếm là các bạn sẽ có tổng cộng là 2, 4, 6 hình vòng cung. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên hàng số 7 cho mình. Lúc nãy mình có nói là hàng số 7 thì các bạn sẽ có tổng cộng là 4 hình quạt. Mình sẽ bắt đầu móc cho các bạn xem. Đầu tiên là các bạn cũng sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, móc cho mình 4 mũi móc kép cùng một chân. Sau khi móc xong 4 mũi móc kép cùng một chân, các bạn sẽ đâm vào lỗ kế bên, móc lên cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Đâm vào lỗ kế bên, móc cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ đâm vào chân móc này, móc lên cho mình 5 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào lỗ kế bên, móc lên cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên 4 mũi móc xích. Đâm vào lỗ kế bên, móc lên một mũi đơn. Sau đó đâm vào chân móc kế lỗ này, móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép cùng một chân. 2, 3. Bốn, năm. Sau khi móc xong 5 mũi móc kép, các bạn lại đâm vào lỗ kế bên, móc lên cho mình một mũi đơn. Tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích. Đâm vào lỗ kế bên, móc lên một mũi đơn. Lại móc lên 4 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 3. Đây, 1, 2, 3. Chân móc này, kéo chỉ lên, móc cho mình 5 mũi móc kép cùng một chân. 3, 4, 5. Đây, sau khi mình móc xong vòng thứ 7 thì mình đã có 4 hình quạt như thế này, và giữa các hình quạt là có khoảng cách là 4 mũi móc xích. Ok, các bạn sẽ lặp lại các bước của các hàng chẵn và các hàng lẻ mà mình vừa mới thực hiện, cho đến khi nào mà các bạn đạt được một độ lớn mà mình mong muốn của chiếc khăn. Chiếc khăn này là hình tam giác,
Vì vậy mà nó sẽ bắt đầu lớn dần lớn dần lớn dần như thế này. Nghĩa là cái chiều dài bắt đầu nó tăng lên và sau khi mình móc đến dòng thứ 42 thì mình sẽ được một chiếc khăn như thế này. Và mình sẽ đo chiều dài cho các bạn xem. Chiều dài của chiếc khăn phần chiều cao đó là 40 cm. Mình sẽ xê lên một tí cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây. Đây là phần chiều cao, đó là tính từ từ đỉnh đỉnh của tam giác đến đáy của tam giác. Đây là phần đáy thì mình có chiều dài đó là 123 cm. Đây. Bởi vì nó dài quá mình không thể đo hết cho các bạn xem được. Các bạn có thể móc hơn cái số dòng mà mình đã móc, bởi vì cái độ lớn của chiếc khăn là tùy theo ý thích của mỗi người. Tiếp tục là bước tiếp theo là các bạn sẽ gắn tua rua cho các cạnh của hình tam giác này. Thì hình tam giác này là các bạn sẽ đặt ngược lại, cái phần đáy của hình tam giác là các bạn sẽ tròn qua cổ và cái phần phần đỉnh đó là nó sẽ nằm ở phía dưới. Đây mình sẽ vẽ mặt sau. Ví dụ đây là thân người đi. Thì lúc các bạn sẽ tròn khăn là các bạn sẽ tròn như thế này. Đó. Ok. Mình sẽ quay lại bước gắn tua rua. Thì tua rua các bạn sẽ gắn ở các phần đỉnh của tam giác này. Sẽ gắn ở ba đỉnh của hình tam giác. Như vậy là các bạn sẽ có ba tua rua. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt đầu thực hành nha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chọn một vật tương đối cứng để tạo chiều dài cho tua rua. Thì mình ở đây mình chọn quyển sổ. Quyển sổ này thì có chiều dài là 10 cm. Sau đó thì mình sẽ dùng đen mình quấn quanh cuốn sổ này 20 vòng. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sau khi quấn xong 20 vòng thì mình sẽ dùng kéo cắt đi phần len. Sau đó mình sẽ rút cái phần len này ra khỏi quyển sổ. Tiếp tục mình sẽ dùng kéo giữ một đầu, dùng tay giữ một đầu của đoạn len này. Sau đó thì dùng kéo cắt đôi phần đoạn len ở phía dưới. Sau khi cắt đôi rồi, các bạn sẽ dùng tay giữ phần đoạn len này lại như thế này. Tiếp tục, các bạn sẽ sử dụng kim và xỏ một đoạn len qua cái kim này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim rút lại phần đầu của tua rua. Đầu tiên là các bạn sẽ xỏ kim qua. Sau đó thì ở đây vẫn còn một đoạn dây len thừa như thế này thì các bạn sẽ dùng kim xỏ sợi len này qua. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào phần tua rua. Các bạn sẽ đâm xuống như thế này để nó sẽ trở thành một phần tua rua, một phần đoạn len của tua rua luôn. Bước cuối cùng đó là các bạn sẽ cắt cho phần tua rua nó đều.
Ok, như vậy là các bạn đã gắn xong phần tua rua rồi. Đây, nó sẽ như thế này. Sau khi mà gắn tua rua ở một đầu của chiếc khăn thì các bạn cũng sẽ áp dụng các bước nãy giờ mà mình đã thực hiện cho hai đầu còn lại của chiếc khăn. Các bạn sẽ được ba tua rua như thế này. Ok. Và bước cuối cùng đó là các bạn sẽ dùng kim thâu những đoạn chỉ thừa như thế này vào bên trong của chiếc khăn để giấu đi những đoạn chỉ thừa. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong chiếc khăn của mình rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với sản phẩm của mình làm ra. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. À, nếu thấy video của mình hữu ích thì hãy like and subscribe để đón xem được những video mới nhất từ kênh của mình làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.